xin được chào đến tất cả mọi người ở ngoài đó nha. Ngày hôm nay gia đình của Yên Lý ngày hôm nay là nhân tiện giỗ đầu năm của ba Phêrô Nguyễn Văn Tuệ, mà rất là vui là Chúa lại gửi đến một người, một nữ tu. Cái này là một món quà, không có không nói chữ ý chú nhiệm màu lắm. Anyway, nói túm lại là sau khi mọi hết thủ tục về cho ba rồi thì về gia đình, về nhà ăn bữa sáng ở gia đình của người em trai, thì có má của Thúy nữa ở đây. Và ngày hôm nay vui lắm, sau cái bữa cơm với lại gia đình các con các cháu xong rồi thì muốn được tâm sự một chút xíu với lại lại sơ An Hòa, để nghe sơ kể về cái cuộc đời của cuộc đời du học của sơ nhé, của con đường học vấn mà thật sự qua mới nghe sơ kể sơ sơ trên con đường mà đi ra đây, đi trên đường đi xe thì sơ nói mà Thúy mới đầu sơ ngại lắm, sơ này rất là khiêm nhường, sơ không muốn kể. Sơ có nói là sau khi mà biết bao nhiêu người muốn phỏng vấn, lại tại sao sơ lại có cái học bổng qua bên này học trường Yale, và ra thì khi ở bên Mỹ mà nghe tới trường Yale, đây là một trong những trường học nổi tiếng mà các học sinh là phải thật là giỏi. Con nhà Thúy, nhà Thiện là thôi mình đứng đằng sau mình nghe từ rất là ngưỡng mộ. Cho nên khi nghe như vậy thì sơ không có muốn, tại vì sơ bảo thật sự là mọi việc là Chúa làm. Thì chính cái điều mọi việc Chúa làm đó mà nó cũng đánh động mà Thúy muốn được sơ chia sẻ ra, để chúng ta, mọi người, bản thân Kim Thúy cũng cảm thấy là đây thật sự là một công việc Chúa làm. Cho nên cuộc sống của mình tài giỏi gì cũng không phải là của mình đâu, mà là ở nơi Chúa. Cho nên Thúy ví dụ mà ai sơ viết chịu nghe, và sơ bảo là ok vì Đức vâng lời thôi. Thì đây là xin giới thiệu với mọi người, đây là sơ đúng là đầy đủ tên tuổi là Maria Nguyễn Thị An Hòa. Quê, cái đặc biệt nữa là người đồng hương của Thúy nha, tức là em của anh Tâm mà anh Khánh là thầy dạy đàn guitar của Thúy. Không, là em của anh Tâm. Dạ anh Khánh, vâng, ngày hôm nay có thêm phụ tá của Thúy nữa. Đây á, Thúy từng nói là luật sư mà thua luật sư có cái bằng thôi, ra khoa, dạ ra khoa văn. Hồi nãy giờ mà cứ làm cho sơ cười miết rồi. Sơ này đóng kịch cũng rất là hay, đóng vai ngố rất giỏi. Cho nên là không phải ngố đâu. Dạ, thì đóng vai thôi mà. Đó. Cho nên là nói chung là hôm nay rất là vui để ngồi lắng nghe. Cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái câu chuyện của sơ nha. Sơ kể chuyện sơ bắt đầu như thế nào để rồi sơ qua bên Mỹ này mà vào trường Yale. Rất là lạ kỳ. Cảm ơn chị Kim Thúy, cảm ơn mọi người lắng nghe. Nói về câu chuyện cuộc đời, thôi bây giờ con xưng là con đi, để với vai trò của một người con trong gia đình. Con đến thăm gia đình của bác Tuệ, gia đình chị Kim Thúy. Khi mà chị Kim ghi hỏi về cuộc đời của con thì con thấy là cuộc đời của con giống như Chúa nói đấy, ta khắc con trong lòng bàn tay ta. Thì cuối năm 2014, nhà dòng muốn em đi du học, muốn con đi du học. Thì lúc đó con sợ lắm, bởi vì qua một môi trường mới, một ngôn ngữ mới, con không có biết tiếng Anh trước, rồi không biết là qua đó gia đình thì không có ai thì làm sao mà học. Nhưng rồi sơ bề trên và hội đồng cố vấn và nhiều dòng tin tưởng thì sai con đi học. Con học chương trình tiếng Anh trước, ở bên Mỹ người ta gọi là chương trình ESL. Thì khi vào chương trình ESL thì con phải học cái chương trình nền tảng từ đầu trước, sau đó mình phải thi chương trình. Lại cái này phải nói chia sẻ cái cảm giác mà khi mà được nhà dòng, phải nói là chị được đi, được nhà dòng chọn đi, cái cảm giác lúc đó em như thế nào, em nhận như thế nào? Sợ lắm. Sợ tại vì thế nào, khóc không? Có khóc mà sợ không ngủ được luôn. Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà cảm giác là mình một phần là vì sợ là mình không làm được, thứ hai là sợ lãng phí ơn chú ban. Rồi nhà dòng cho đi học thì nhà dòng phải lo vấn đề kinh phí. Lúc đầu đi học thì em chỉ được 50% học bổng thôi, còn số lại thì nhà dòng phải lo. Mọi người biết cái kinh phí của Việt Nam so với đóng tiền học Mỹ là một cái khoản tiền rất là lớn. Thì khi mà nhà dòng cho em đi để học chương trình ESL thì được 50%, thì em đi với một sơ bạn tên là sơ Thu Hoa, hai chị em nỗ lực học. Nhưng mà thật ra mùa đầu với con cảm thấy là rất là khó khăn, nhưng mà chỉ có Chúa thôi. Chúa là người nói là có tay đây với con, học mệt lắm nhưng mà con thấy không, ước mơ của con không phải là của riêng con đâu, của cả hội dòng, của đất nước Việt Nam. Nên là con tin là con đi thì có Chú ở cùng với con. Thì cái mùa học đầu rất là vất vả, tại vô nghe tiếng Anh không, rồi ở với các sơ Mỹ học mà con cứ hay rở đầu, con bảo chắc con bị nhũn não mất thôi, mà Chú mà không giúp con không có làm được. Thì khi mà vô thì dần dần thì Chúa Thánh Thần ban ơn cho con để con được học hiểu, rồi sau đó thì thi các chương trình để vào
cái chương trình đại học. Sơ kể, về cái TOEFL thì cái mùa đầu tiên vô chương trình TOEFL nghe đâu có được gì đâu, đi vô thi ở cái kỹ năng tiếng Anh á, kỹ năng nghe là khó với con, tại mình có thể đọc, mình nhìn, mình biết, nhưng mà nghe người ta nói không hiểu gì hết. Thì con thi TOEFL lần đầu đâu có ngon đâu, nhưng mà qua lần hai học chương trình xong thì qua tháng 10, tháng 11 con thi lần một không ngon, dở lắm. Rồi qua đến tháng 3 thì thi lại một lần nữa, nhưng mà con nghĩ con có cái học bổng toàn phần cho chương trình đại học cũng là ơn của Chúa, và đặc biệt là cho sơ bề trên, lúc đó là sơ Teresa Nguyễn Thị Bảo, nói là con cứ đi thì con được bình an, hộ dòng đi thì sai con đi, thì con đi, con mơ ước mơ như lúc nãy em nói, mơ ước mơ của hộ dòng, không phải của riêng mình nữa. Thì em nhớ là chắc là có lẽ là sơ mất rồi sơ phù hộ cho em, thì em và sơ đó được cái học bổng để học chương trình. Em học hai chương trình một lúc, em học về chương trình về xã hội học và chương trình thần học và tôn giáo. Học hai chương trình một lúc, rồi sau đó khi mà kết thúc chương trình đại học thì hội dòng em muốn học lên. Tạ ơn Chúa là em có những người thầy rất là tốt hướng dẫn cho mình. Thì như nãy chị Thúy nói về chương trình Yale thì ai nghe cũng nghĩ là wow, tại sao sơ làm được. Nhưng mà chia sẻ với mọi người, hỏi em tại sao, em không có biết câu trả lời đâu. Chị em chị bảo là Chúa quan phòng, Chúa chuẩn bị từng bước một. Chúa chuẩn bị cho mình có những người thầy rất là tốt, Chúa chuẩn bị cho mình có những môi trường. Lúc đó mình nộp hồ sơ và họ cần những người học trò như vậy. Như em là một người sinh viên quốc tế, mang một cái nền văn hóa khác, mà môi trường đại học Yale đó là môi trường mà họ rất là thích cái sự đa dạng, và họ muốn mình đóng góp. Thì khi mà em làm hồ sơ, không phải vì em học giỏi, không phải vì hồ sơ mình đẹp để mình được cái học bổng đó, mà có thể Chúa dùng mình lúc đó. Em nhớ là một giáo sư người Mỹ nói với em câu này: em được 3 học bổng vô trường đại học để học chương trình master, sau chương trình bachelor ở đây là chương trình Việt Nam mình gọi là chương trình đại học. Thì khi em nộp đơn cho hồ sơ lên chương trình thạc sĩ, em được lên vô 3 trường tất cả. Thì em nói với một giáo sư của em, giáo sư ở Mỹ người ta gọi là tư vấn học tập, thì khi họ hỏi em là em thích đi trường nào thì em nói là thôi, con chỉ thích học cái trường nhỏ nhỏ thôi, bởi vì nó hợp với sức của mình, tại tiếng Anh của mình qua thì có giới hạn, rồi em sợ là mình học một cái trường mà nó quá lớn đi thì sợ mình học không có nổi. Thì thầy đấy nói với em một câu á, là sơ ơi, nếu mà sơ nghĩ đến giá trị toàn cầu của sự hiện diện của sơ nơi một môi trường đại học lớn, nơi mà người ta nghĩ là con người có thể làm tất cả, người ta có thể chế ra thuốc này, người ta có thể tìm ra cái gen này, người ta có thể chứng minh là con người làm được, họ không cần bàn tay Thiên Chúa, thì họ cần sơ, họ cần cái bóng dáng của một người nữ tu nơi cái môi trường đó. Thì họ bảo là tại sao có những người họ có thể bỏ đi tất cả để bước vào con đường dấn thân, rồi Chúa lại sai đến một cái môi trường rất là tốt. Nhiều người Việt Nam thì nói là không biết làm sao sơ vô được. Em nói là em không biết câu trả lời, chỉ biết là Chúa chuẩn bị cho em thôi. Thì em vô môi trường này, lúc đầu em rất là sợ. Sợ thứ nhất là học bổng họ cho có điều kiện là nếu mình giữ được thì mình tiếp tục có học bổng. Đúng rồi. Học một mùa mà họ thấy cái khả năng mình không có được thì họ rút học bổng ra. Thì đương nhiên khi mà em nói là ở Mỹ nói từ là khi mình nói yes rồi á là mình không có thay đổi được. Là khi em đã chọn cái trường này rồi thì em phải nói không với hai cái trường khác và mình không có đường lui. Đúng rồi. Vậy thì Chúa cho em giống như là Chúa cho con được cái ơn can đảm để đi với Chúa cái con đường Chúa chọn cho em. Thì người cũng là người thầy đấy nói với em là Chúa đã mở cửa rồi, em đừng đóng cái cửa đó lại. Chúa mở cho em bước vào một cái môi trường đại học rất là tốt, bởi vì Chúa muốn em dùng cái học vấn của mình, dùng những cái gì đó mình học để chia sẻ với mọi người. Thì cái em học đây không phải cho em nữa, thì mình đừng có sợ. Khi mình cái gì mình cho mình rồi thì mình chỉ nhìn thấy mình thôi. Còn khi mình có Chúa rồi thì Chúa cho em nhìn cái việc học của em nó là một niềm vui, nó là một cái ơn ban rồi đó. Ơn ban để cho mình thấy Chúa trong việc học. Học thì mệt chứ, tại vì mọi người biết không, học tiếng Việt đã mệt rồi, mà học bằng tiếng Anh thì mệt hơn. Mà các bạn của em học giỏi lắm. Mình nói đây mình không phải nói là mình khiêm nhường, mà có những người bạn họ học cái đầu óc của họ xuất chúng, họ có thể nói chuyện với giáo sư. Mình nghe là mình không phục lắm. Thì em mới nói với thầy là thầy ơi, thầy hỏi câu hỏi em chưa biết thì các bạn đã trả lời hết rồi, làm sao em có thể tiếp tục được. Thì người đó cho em một cái lời khuyên là sao không có cần đợi mình biết hết rồi mình hẳn chia sẻ. Khi Chúa cho mình một cái gợi ý, một cái ý kiến, mình đóng góp đi, mình chia sẻ ra. Thì khi mình nói là lúc mình tiếp tục suy nghĩ. Thì cái mà em tốt nghiệp được ở trường này ra, rồi em tiếp tục có học bổng khác,
nhìn lại cái hành trình học của em thì em thấy là ơn ta đủ cho con, Chúa mở cánh cửa ra thì Chúa ban cho người này người kia dắt lối, Chúa giúp cho mình có những học bổng để đến lúc đấy mình nộp hồ sơ thì học bổng đó Chúa dành sẵn rồi, không phải vì mình, không phải vì mình, vì giáo hội Việt Nam, vì hội dòng của em, hội dòng của con Miến Nhớ Đà Lạt. Chúa nghĩ là có thể con có thể dùng cái việc học của con hay là cái cuộc sống của con giống như người thầy đó, môi trường mà họ không có, có thể họ không còn tin Chúa nữa họ, bởi vì con người của mình họ nói là họ có thể có quyền lực và họ có thể nói là thâu tóm vũ trụ trong bàn tay của họ, nhưng mà họ thấy có một người có thể nói không với sự giàu sang, nói không với quyền lực. Em nói như vậy là bởi vì chúng em khấn thì khấn lời khó, lời khấn vâng phục nghe, lời khấn khó nghèo và đặc biệt lời khấn khiết tịnh. Em không nghĩ là em khấn một cái là em được giữ được trọn đời đâu. Không biết chị Kim Thúy có thuộc bài hát Một Lần Đã Dâng Hiến. Một lần đã dâng hiến thì trọn đời Chúa ơi, con sẽ không bao giờ, không bao giờ đổi thay. Năm 2006 em khấn, em hát câu đấy em nghĩ là mình rất là kiên cường đúng không? Hay, mình nghĩ quá. Là khi mình nghĩ là mình khấn là mình khấn trọn đời, nhưng mà em mới biết mình càng đi thì mình thấy mình càng yếu đuối. Chỉ có Chúa mới có thể giúp em nói là một lần đã dâng hiến thì trọn đời Chúa ơi. Thì chia sẻ với mọi người hôm nay, được đến gia đình chị Kim Thúy, được nói về việc học của em, rồi được nói về đời tu của em. Em tạ ơn Chúa gọi em, chọn em và cho em nên người đức tu của Chúa. Rồi ngày hôm nay được nhận ra là mình nằm trong cái bàn tay của Chúa. Chúa đong đo đếm đủ cả rồi. Chỉ có mình có mở lòng ra để mình đón nhận hay không. Thì nhận ra là nhận được. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em. Cảm ơn. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tạ ơn Chúa là ngày hôm nay đây là cái món quà cho gia đình của Kim Thúy Thiện ở đây, có má ở đây nữa và được nhận và rồi chia sẻ hết mọi người để nghe qua cái câu chuyện của Sơ thì thấy là đúng. Sơ giống như một ông mui sen vậy đó. hay là một ông du xe vậy đó, đưa qua một cái đất nước mình không biết gì cả, hay là Chúa bảo sai đi là đi mà Sơ cứ nhắm mắt Sơ đi. Sơ phải kể một cái kỷ niệm vui của Sơ là học lái xe đó. Hồi nãy Sơ kể đi qua bên muốn mất, muốn học chuyện lái xe ở Chicago, một cái kỷ niệm vui đấy. Dạ thì tháng 8 năm 2015 là em, chị Thúy gọi là em đi, bây giờ lại con lại rồi. Đổi nãy con xưng con rồi cho con đổi xưng em cho trẻ một chút đi. Em được cái học bổng đi học ở Chicago thì đường đi và đường về em với một sơ khác hay đón xe bus, nhưng mà mọi người biết Chicago là thành phố lớn thứ hai của Mỹ sau Los Angeles, thì thành phố lớn thứ hai nên vấn đề giao thông rất là phức tạp. Thì đường đi mình nghĩ nó xa 4 tiếng, 2 tiếng rưỡi đi, 2 tiếng rưỡi về, khoảng 4 đến 5 tiếng thì đi rất là phức tạp. Lúc mới qua thì đi xe bus lạc suốt thôi. Đi về có những ngày em nhớ là em khóc nhè, bởi vì em đi xuống, thay vì em xuống block đường số 81 thì số 60 đó là em ra khỏi xe bus rồi. Tại vì ngày đó em nhớ là em in các cái bản đồ ra, rồi mình tưởng là mình đúng xuống đúng đường, mà tiếng Anh thì hỏi chưa có rõ nên ông tài xế ông chẳng biết là nói cái gì. Chỉ nói em hỏi là có phải đây là block đường giữa 81 với 103 không, thì ông bảo yes, nhưng mà nó có mới có 60 và 103 thôi. Chắc ông yes đại á. Thì đó, thì em đi bộ 21 block đường. Mà trời mưa rất là lớn. Trời mưa lớn lắm, là lúc đó em đi xe bus đi về về. Em đi thì lúc đầu hai đứa vui vẻ lắm. Nhìn bắt đầu lúc đi lúc đầu thì vui lắm, đi được khoảng 5 block đường thì đang còn cười vừa đi vừa hát. Xe hoa thì nói God is good. Bên này thì all the time. Xong rồi cứ lặp đi lặp lại. Qua block thứ 10 thì em bị thấp khớp. Qua block thứ 10 thì bắt đầu chân của mình đau. Đảo thánh giá rồi. Và Chúa lại cho một cơn mưa nó đến. Thì đầu tiên thì lấy cái giấy đặt lên đầu để đi thôi. Mà giấy nó ướt, nó thấm, đập vào đầu và chán luôn. Xong rồi em bị đau khớp mà. Cái khớp của em nó không có tốt. Thì khi mà em đi học qua Mỹ, một trong những cái em lo lắng là vấn đề sức khỏe. Nhưng mà Chúa cũng chúc lành. Thì Sơ Hoa nhìn qua em, Sơ Hoa bảo ây khóc à. Xong bảo mưa không khóc đâu. Xong một lúc nghĩ tủi bảo khóc thì thôi mình nói khóc chứ, giờ mình khóc mà mình giấu đâu có được. Xong bảo khóc, Hoa khóc thấy tủi thân. Bởi vì đi
đi xuống người, không có người thân, rồi đi xuống lạc xe bớt không biết đường về. Mà lúc đấy con qua, người ta nói là giống như em qua là không có có xài điện thoại di động, có mạng đâu, xài cái mà gấp ra gấp vào chỉ để gọi thôi. Thì mình cũng chẳng biết lúc nào là, lúc đó mình chưa có quen đường xá thì không có biết là sẽ chọn ở cái xe bus ở cái đoạn nào, hay là nếu mình có internet thì mình biết là lúc nào thì xe bus đến, mà mình không có biết thì đứng đợi mãi đến cái chuyến cuối cùng nó cũng không có. Và là đi bộ từ 4 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi tối mới về được tới nhà dòng. Về tới nhà dòng thì khóc lắm, vô nhà nguyện khóc với chú, bảo chú làm nhỉ, chú làm cái này mà chú không làm là con bỏ cuộc. Thì ngày hôm sau hai chị em con đứng ở đó thì có một ông luật sư người Mỹ. À, luật sư ông vừa là luật sư và là công tố viên mà làm cho chính phủ đó. Thì ông thấy hai đứa em đón xe bus thì ông muốn cho đi ké, nhưng mà khi mà mới qua Mỹ thì bài học đầu tiên Sơ Thu Hoa với em học đó là không có lên xe người lạ. Thì nói với cái ông xe bus, nói với cái ông luật sư đó là không, nhà tôi gần đây thôi. Mà mình tụi nó dối rồi. Thì nói dối, nhưng mà nói như vậy để khỏi làm tổn thương người khác, nói dối đấy. Nhưng mà chắc chùa cũng hiểu. Đúng rồi, không thiệt hại. Anh thiệt, nó là không có thiệt hại. Thì không, vậy thì tiếng Mỹ gọi là white lie. Đúng rồi. Nhưng mà thôi thì cũng phải xin lỗi chùa. Nhưng mà xin lỗi trống này nè. Nhưng mà em cũng nói với cái người luật sư đó, nhưng mà về sau họ phát hiện ra là chúng em nói dối, là phải đi xe 3 chặng xe bus mới về đến nhà. Mà tại sao cứ nói nhà dòng ở gần đây, thì thầy mới nói là thôi thì đằng nào chú cũng cho ông về hưu rồi, thì ông dạy lái xe cho chúng em. Và là đến Chicago tháng 8, bắt đầu là qua tháng 9 đi xe bus được 1 tháng thôi, thì là có chú cho một người thầy đến dạy cho mình lái xe. Thì em nhớ là cái ngày mà chúng em đi thi là tuyết kinh hoàng luôn, ngày mùng 3 tháng 12 lễ thánh Francisco Xavier. Bộ mạng của anh Châu, chúc mừng anh Châu trước đi. Thì ngày đi thi, để cho đi thi được ở Chicago thì thầy, người thầy đó giúp em học lái qua băng, qua tuyết, qua trời tối, qua trời mưa. Và em nhớ là lần đầu tiên được học lái xe, em kể câu chuyện lái xe là bởi vì anh Châu có cái ơn, bây giờ là ơn giúp các em vị thành niên học để lái xe. Mọi người biết ở Mỹ không có xe là giống như ở Việt Nam, không có phương tiện gì để đi hết, chỉ có ở nhà không thôi. Thì em nói anh Châu có tim to lắm, bởi vì sự can đảm để mà giúp người khác học lái xe. Thì em biết ơn cái người thầy của em chúc cho em lái xe. Em uống đi nước ha, xong rồi mình nói tiếp ha. Em xin đây là phần quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Tại vì tội nghiệp Sơ lắm, Sơ đi từ bên Las Vegas qua là trời nó nóng, bên đó 117 độ, qua bên này Sơ đi qua bên này, Sơ nói chuyên môn ở bên Chicago mấy vùng đó là vùng lạnh không à, qua đến đây lần đầu tiên mà được đi qua cái vùng này quá nóng đi, cho nên mấy ngày nay bị khô cổ mất tiếng. Mà ai chứ Sơ này mà nói còn hơn MC nữa, cho nên chắc chắn ai cũng muốn nghe, cho nên các mọi người cũng vừa nghe đó, tuyệt vời, hấp dẫn lắm. Cho nên rồi bây giờ đến lượt sau phần quảng cáo, xin mọi người trở lại. Vậy là kể lại câu chuyện học lái xe. Học lái xe đấy, câu chuyện lái xe là đang nói là thật sự đi lái xe, người dạy lái xe phải là cứng tim lắm, giống như Châu vậy á. Và ông luật sư đó, ông dám lại dạy hai Sơ lái xe. Dạ, thôi lại tiếp tục câu chuyện lái xe đi, bởi vì em nghĩ là giờ thấy vẫn thấy xấu hổ. Tại vì lái xe thì đầu tiên ông luật sư đó, ông dạy lái xe cho chúng em là lái xe trong đất thánh. Thì em lái chỉ có 5 dặm trên 1 giờ thôi mà tim nó muốn rớt rồi. Xong tay thì cứ gồng mà nó mắt thì nhìn. Thì ông thầy, ông ấy nói với em là lên ga đi, lên đi, chạy nhanh hơn lên đi. Em cũng cứ 5 dặm thôi. Thì ông ấy nói là không có ai chết ở đây đâu, mọi người ở đây chỉ có chúng ta là người sống thôi, cứ chạy đi. Nhưng mà em lúc đấy sợ lắm, bởi vì mình sợ là mình không có kiểm soát được. Nhưng mà sau 2 ngày tập lái xe thì thầy đó dạy cho chúng em lái ra đường. Rồi với ơn Chúa thì em nghĩ ông thầy đó ông khen chúng em là không có ơn gì mà biết ơn, biết lắng nghe. Nên nhiều khi trong cuộc sống Chúa cho mình ghi ơn đó, để mình biết lắng nghe, để mình nhìn thấy là có những bài học mình học mãi không hết. Thì Chúa cho em, chúng em được không có biết cái ơn gì, nhưng mà ơn lắng nghe. Thì nhờ cái lắng nghe đó thì người thầy nói là người thầy đó dạy với sự bình tâm, an tâm. Thì sau khi học khoảng 2 tháng rưỡi thì em đến Chicago là tháng 8, thì tháng 12 là em có bằng lái xe. Và thì một phát đậu luôn. Dạ, Chúa thương vậy đấy. Thì thánh nhân đãi kẻ khổ khờ. Đó, thì Chúa bảo là thôi con cứ đi đi, Chúa cho con thì đầu đậu đó. Không phải vì mình đâu. Không phải vì em nghĩ không phải vì mình thông minh, rồi mình học đâu hiểu đó. Nhưng mà có thể cho thánh thần soi sáng là lúc đó con học nó ở chỗ đó đấy. Khi thi thì không những ơn biết lắng nghe, mà mình cũng có ơn tín thác vào Chúa nữa. Để con kể câu chuyện lái xe, em kể câu chuyện lái xe để biết là
chú chuẩn bị từng bước cho mình, chú chuẩn bị rồi. À, nên là nếu mà mình có nghi ngại một chút có thể thôi, nhưng mà từ từ từng bước chú giúp mình nhìn ra à con đường đã có sẵn rồi, cứ đi theo thôi chị Kim Thúy. Tuyệt vời. À, mọi người vừa lắng nghe cái phần này là những cái kinh nghiệm của Sơ, những cái kỷ niệm nho nhỏ, tại vì rất tiếc là chúng ta không có được nhiều giờ đó, và Thúy cũng vậy nữa, được nghe Sơ kể mà thích quá, thế cho nên là muốn chia sẻ lại hết cho mọi người cuộc đời của Sơ từ Việt Nam. Thúy biết Sơ khi mà Thúy đi vượt biên là Sơ mới có 3 tuổi, ngày hôm nay hai chị em được ngồi đây như thế này thật là nhiệm màu để mà nghe lại cái câu chuyện qua cuộc đời của Sơ. Thì giống như Thúy nói vậy, mỗi người chúng ta đều có những cái kinh nghiệm đó, có lẽ không, đôi khi bận rộn quá không có ngồi lại để mà lắng nghe hay là nhận ra cái ơn của Chúa đã hướng dẫn mình trong cuộc sống. Thì đây là một chứng nhân của lòng Chúa thương xót, một chứng nhân cho cái sự phó thác mà cho giới trẻ nữa. À, nhìn thấy là khi mình ở đất, sống ở đất nước Mỹ hay là Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều cơ hội để học hành á. Yeah. Thì nhiều khi tuổi trẻ mình ỷ đi, mình không có nghĩ cái đó là một cái hồng ân, mình không cố gắng. Và với Sơ là một người tiếng Anh không biết nhiều, dám liều để mà phó thác bước chân qua một cái xứ lạ vào một cái trường thật lớn và được làm đến ngày hôm nay. Sơ đã học xong coi như là 6 năm, 4 năm đại học và 2 năm master, thạc sĩ về. Nói về thạc sĩ thì em hôm nay em nhận lời nói chuyện với chị Thúy là bởi vì em có một cái nợ với chị Thúy. Hôm em làm chương trình thạc sĩ, cái đề tài của em dịch qua tiếng Việt nó là làm thế nào để vấn đề chăm sóc mục vụ cho những người phụ nữ di dân nơi đất Mỹ, giáo hội làm gì được cho các chị em người phụ nữ, hội dòng, rồi những người nữ tu làm gì được. Thì em nợ chị Kim Thúy đó. Khi em hỏi chị Kim Thúy là có thể cho em chia sẻ rồi lắng nghe những câu chuyện cuộc đời của chị Thúy, nên là em nói với là em rất là khâm phục chị Thúy, bởi vì ngày hôm nay vấn đề truyền thông là một cách mình đưa Chúa đến cho mọi người, thì chị Thúy trở thành một hình tượng trong em, là một người rất là chân chất, là một người Chúa dùng. Chị Thúy rất là giỏi đàn hát, khả năng nói về Chúa, làm biên tập viên, nhưng những lời chị Thúy nói mình cảm thấy nó từ trái tim ra. Thì em rất là khâm phục chị Thúy. Và cảm ơn anh Châu. Chị Thúy có chia sẻ về cuộc đời của anh Châu, rồi có chia sẻ về các bác ở đây, có chia sẻ về gia đình anh chị Thiện với chị Thảo. Thì nhìn lại cuộc đời em thấy wow, chị là một người giống như em coi như chị gái vậy đó, đi trước mình. Rồi em ngưỡng mộ lắm, hát hay nè, đàn hay, rồi nói về Chúa. Em nói là khi mà em học cũng vậy, em muốn lắng nghe câu chuyện của chị để mình biết là không phải chỉ có những người đi tu mới là người đóng góp cho giáo hội của Chúa. Chị Kim Thúy dùng cái khả năng chị Kim Thúy Chúa ban, Chúa cho mình năm nén, mình dùng năm nén, thì Chúa cho chị khả năng hát đàn rồi nói về Chúa, thì em rất là ngưỡng mộ. Câu chuyện mình đang nói về sơ nhân vật chính là sao tự nhiên đá banh qua bên này. Thì em mới nói là hôm nay em nhận lời chị Thúy trả lời là bởi vì cái nợ đó. Thật ra trước giờ ai mà mời em nói em không có muốn nói về mình. Nhưng mà chị Kim, em là người nói với chị Kim Thúy, chị Kim Thúy ơi, cho em phỏng vấn về cuộc đời của chị, không phải vì chị nữa mà Chúa dùng chị. Thì hôm nay chị muốn nói chuyện về cuộc đời của em, thật ra nói về trường của em, nói về cuộc sống của em. Em cũng không muốn nói về mình, nhưng mà nói ra để em thấy được cái nợ của em dành cho chị Kim Thúy, để biết là chị em mình còn nợ Chúa. Nợ Chúa, mình nợ cả đời, mình trả không hết đâu. Và để chúng ta kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay là Sơ Maria Nguyễn An Hòa, đây là người đồng hương Kim Thúy, cho nên rất là hãnh diện một người Tân Hà. Và những ai xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện về Sơ An Hòa, qua đó chúng ta nhận ra hồng ân của Thiên Chúa ban cho mỗi người, cũng như là ơn gọi cho mỗi một người chúng ta, dù là đi tu hay là ở nhà độc thân, tất cả mọi người chúng ta đều có những cái ơn gọi để mà chúng ta nhận ra, để tạ ơn Chúa, để với Chúa, tín thác vào Chúa, thì Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Và cái quan trọng là tập nhìn thấy Chúa hiện diện qua những biến cố, những người anh em chúng ta gặp xung quanh đều có Chúa hiện diện hết. Và Chúa sẽ xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người, và đặc biệt xin cảm ơn Sơ An Hòa ngày hôm nay đã cho chị Thúy có cơ hội chúng ta có buổi trò chuyện rất là đặc biệt. Thúy biết đây là rất là nể, và nói như em hồi nãy thương chị cho nên cứ share thôi chứ nhất định không chịu nói rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì thôi, tất cả là một hồng ân. Thôi mình được chào cái khán giả, cảm ơn tất cả những khán giả ở dưới này, nó mới chào vỗ tay.